Tôi không cần biết, tôi không hiểu, nhưng tôi tin chắc rằng bất cứ người đàn ông nào gần chị, kết quả sẽ không tốt đẹp. Chào chị. Chính tôi mới là kẻ phải nói với cô điều này. Nếu cô gần anh Kim thì cô không thể có kết cục tốt đẹp mới đúng. Anh hả? Ừ anh nè. Em vừa nói chuyện với bà Phương xong nè. Không hiểu sao bà rồi kết hôn với anh trai em. Nhưng lỡ Phương yêu thì sao? Bà đâu có trái tim đâu mà biết yêu. À, mà thôi, đừng nhắc tới cô ta nữa. Bây giờ anh với em đi xem phim đi nha. Giờ đi em. Chị ký giùm em cái này. Bà có giám đốc, bà Vi, trưởng chi cục thuế, nay đã được điều lên tổng cục về thay là ông Nhật. Nhưng ổng rất nghiêm khắc, tụi em đã dùng hết cách nhưng vẫn không được. Vậy thì để sau đi, chuyện này không có vội được đâu. Cô nhớ điều tra xem sở thích cô ấy như thế nào nha. Dạ. Qua đây với em một chút đi. Em muốn bàn với anh một chút về chuyện đám cưới. Ừ. Anh lên liền. Phương à, không lẽ mày lấy chồng thật sao? Vô đi anh. Anh tới rồi nè. Anh à, tuần trăng mật có lẽ mình không nên đi Thái Lan anh à. Nghe nói bên đó chính trị bất ổn. Hay là mình đi Mã Lai đi. Thôi tùy em. Vậy chiều nay anh cho người đặt vé đi. Còn gì nữa không ta? Còn chiều nay anh đi ký giấy chấp nhận ở tù chung thân. Anh này, giấy đăng ký kết hôn mà anh dám nói là ở tù chung thân. Được ở tù với người mình yêu, đó là điều hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời phải không anh? Em hỏi anh điều này, anh đừng nói em tò mò được không? Sao lần trước anh với Ngọc đã tổ chức mà chưa làm giấy đăng ký kết hôn? Hôm đó tụi anh lên phường thì đúng giờ hôm cán bộ phường đi cứu trợ ở vùng sâu, mà đám cưới thì đã chọn ngày, cho nên tụi anh quyết định đám cưới trước rồi đăng ký sau. Như vậy thì có được tính là hai đời vợ không? Không, chưa đăng ký kết hôn sao hai đời vợ được. Hỏi đồ anh cho vui thôi chứ em đã điều tra kỹ lắm rồi đó. Lúc ký vô giấy á, em có hồi hộp không? Sao lại không chứ. Còn anh? Anh hả? Anh quen rồi, hồi hộp gì. Anh này. Anh. Một chút nữa tiện thể mình đi thăm nhà mới đi, để coi còn thứ gì thì mình mua sắm luôn nha. Thôi, về công ty anh còn một số việc chưa làm nữa. Anh, sao cứ mỗi lần nhắc tới căn nhà là anh không có vui vậy? Đâu có đâu. Căn nhà là của ba má cho em, bây giờ em đã lấy anh rồi thì nó là của tụi mình mà. Nhưng mà anh muốn mua nhà bằng tiền của anh. Lúc đó anh sẽ đón em về. Anh suy nghĩ phong kiến quá. Cái này đâu phải phong kiến, cái này gọi là lòng tự trọng. Anh chị ăn gì không?
hái nhanh trái xoài này đi chị. Dạ. Dạ. Gửi chị. Phương, em sao vậy? Em có sao không? Em không sao đâu anh. Thôi mình về đi. Mình đi về thôi anh. Chị thử kiểu này đi, đẹp đó. Bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu, sẽ tan mau đi bao nỗi buồn hơn sau bao lâu. Vì tình yêu kẽ kết với mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xin tay như hoa trong ngày chờ sớm bao lâu. Hai chị thử cái này đi. Cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng gì một ai nơi đây. Tình hơi thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bao nhiêu. Không hỏi nỗi sầu gì, ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao. Anh chọn được chưa? Trái dài lâu, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào, hương tình yêu. Lấy cái này tôi thử đi anh. Màu hơi sặc sỡ quá, không được đâu. Chưa xin bao la, em nhẹ nhàng quá cho anh quên hết bao sầu lo. Cái này được nè. Cái này. Mình vô thử đồ nha anh. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hỡi. Rồi vài hát nè. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Bây giờ tươi. Ta yêu. Rồi đỡ kiểu nha. Xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Đúng rồi. Ta yêu dù biết xa sao người dâu, tình vẫn chờ anh dài lâu, xin yêu anh bằng chính.
ra công ty dài trường Việt. Sự ra đi của bà là tổn thất vô cùng to lớn đối với công ty, với gia đình và cho tất cả mọi người. Em bị sao vậy? Em có sao không? Em thấy sao rồi? Em không sao. Sao vậy con? Dạ Thịnh, con đưa Phương về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Về nhà nhớ mua thuốc cho nó uống nha. Đi đi con. Dạ, con về nha má. Để anh đem về.